Xin chào các bạn, hôm nay tôi đến thăm Trung tâm Giáo dục Bảo tồn Thú ăn thịt và TT để gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện về những cá thể động vật hoang dã tuyệt đẹp nhưng không thể trả về với tự nhiên. Vì sao lại như thế? Thì nghe hết cái câu chuyện này bạn sẽ hiểu thôi. Đầu tiên là câu chuyện về bé Kim nha. Đó là một bé TT Javan được đưa đến trung tâm vào ngày 21 tháng 12 năm 2016. Đây là giống TT đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Trước khi kể về bé Kim, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chef Việt Nam Wildlife đã tạo điều kiện cho tôi được làm cái công việc của một nhà bảo vệ động vật thật sự. Và được phép chia sẻ câu chuyện về bé TT Java này, cái tên rất là đẹp đúng không? Làm cho tôi nhớ đến một đệ tử người cá của mình ở Sài Gòn mà lâu rồi không gặp. Câu chuyện bắt đầu nha các bạn. Bé Kim mồ côi mẹ chỉ sau vài ngày chào đời. Mẹ của Kim cùng chín cá thể TT khác đều bị chết trong một vụ buôn bán trái phép vào cuối năm 2016. Dù đã chết, mẹ Kim vẫn cuộn chặt Kim ở trong lòng để bảo vệ con khỏi bị thợ săn phát hiện. Kim khi ấy vẫn còn sống, tuy chưa mở mắt, vô cùng non nớt, chỉ nặng cỡ 117g thôi. Ngay lập tức Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh đã chuyển giao Kim cho Save Vietnam Wildlife. Tại đây, bất kể ngày đêm, Kim đều được sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ Hải. Đó là bạn Tion, bác sĩ thú y làm việc tại trung tâm này. Tới nỗi mà anh ấy cho bé Kim bú sữa riết mà anh ấy nằm mơ cho TT bú sữa luôn các bạn. Biết tại sao không? Cực quá mà. Tự nhiên một người như vậy mà mình phải làm mẹ của một con vật, mình cứ chăm bú cho nó hoài, cứ vài tiếng bú một lần. Cái cảm giác này tôi từng nuôi rái cá tôi hiểu. Rồi cho bú sữa, rồi cho kiểm tra nhiệt độ cơ thể, rồi được các nhân viên tại trung tâm chăm sóc thêm nữa. Nuôi một cái con thú quý hiếm như vậy mà phải tới 5-7 người chăm sóc cùng một lúc đó các bạn. Biết tại sao không? Bởi vì mình là người, mình đâu có hiểu rõ về cái con vật hoang dã nó có nhiều bệnh tật lắm. Mình mà sơ suất một chút thôi là nó ra đi liền à. Cũng may mắn là Kim thích nghi rất tốt, làm quen được với thức ăn ngoài tự nhiên là kiến và trứng kiến. Cách tìm kiếm thức ăn của Kim thì cũng phát triển như những con TT khác, là bắt đầu leo trèo rồi yêu thích nước. TT là loài vật cực kỳ yêu thích nước nha các bạn. Sau 10 tháng thì Kim đã nặng được 3,3 kg, khỏe mạnh và đang rèn luyện bản năng để trở về rừng xanh. Tuy nhiên cuộc hành trình này vẫn còn rất dài, bởi không ai có thể thay thế mẹ Kim dạy cho Kim những kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên được. Bởi vì mọi người hầu hết không nói chuyện được với các loài vật, làm sao mà dạy được nó, có thể chăm sóc nó thôi. TT sống trong môi trường của con người sẽ bị mất hết bản năng tự nhiên, và việc chăm sóc như thế cũng tốn rất nhiều chi phí các bạn ạ. Nhưng bằng tất cả những gì tốt nhất có thể, Save Vietnam Wildlife vẫn đang nỗ lực từng ngày để giúp TT Java thoát khỏi sự tuyệt chủng. Nếu bạn muốn ủng hộ việc bảo vệ TT ở Việt Nam, đơn giản chỉ cần nhấn đăng ký thật nhiều vào kênh YouTube Save Vietnam Wildlife ở cuối video này. Hay muốn liên hệ hoặc quyên góp cho tổ chức thì gọi đường dây nóng là 0978331441 nhé. Riêng tôi rất hy vọng các bạn sẽ sớm ý thức được việc bảo tồn TT. Thì tôi là đại sứ TT, và tôi rất muốn sẽ có rất nhiều đại sứ TT ở Việt Nam, là những bạn cùng tôi kêu gọi bảo vệ TT. Tôi rất hy vọng các bạn người cá đệ tử của mình yêu thích TT và quyết tâm đấu tranh để bảo vệ TT không bị tuyệt chủng ở Việt Nam. Thì bạn nào muốn làm đại sứ TT cứ quyên góp cho trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã này là được. Và để cùng nhau chia sẻ kêu gọi cứu TT thì tôi tặng cho các bạn một cái hashtag cứu TT. Chúng ta sẽ dùng cái hashtag này để cho cả đất nước Việt Nam biết là mọi người đang hành động vì TT. Các bạn biết không, hàng năm có hơn 100.000 cá thể TT bị săn bắt và buôn bán trái phép nhằm phục vụ cho những nhu cầu mù quáng của con người. Những cái người ở bên Trung Quốc họ tin rằng ăn thịt TT là chữa được bệnh, nhưng không phải các bạn ạ. Con TT nó cũng chỉ ăn kiến và trứng kiến thôi, thì làm gì bổ béo để có thể chữa được bệnh tật cho các bạn. Nên tôi khuyên các bạn hãy là những người tiêu dùng văn minh và đừng làm hại TT cũng như các loài động vật hoang dã khác nữa. Các bạn đang xem nãy giờ là cảnh từ nhỏ tới lớn của bé Kim đó. Còn đây là những bước đi chập chững vào đời của em ấy với sự hỗ trợ của bác sĩ Hải. Nếu các bạn yêu quý em Kim, muốn tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống của em ấy hiện nay như thế nào thì nhớ để lại thật nhiều bình luận bên dưới video này để tôi đánh giá xem mức độ quan tâm ra sao mới tiếp tục cho các bạn biết về cuộc sống của Kim được nha. Bật mí nhỏ cho các bạn biết, Kim bây giờ rất là đẹp gái và vẫn còn đang trong giai đoạn học cách thích nghi với môi trường tự nhiên. Thấy thương lắm.